Trước tình trạng tăng giá cước vận tải biển ảnh hưởng đến hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam, Bộ Công Thương sẽ gửi một số vấn đề xuất Chủ tịch Liên đoàn Quốc tế các Hiệp hội Giao nhận FIATA nhằm kêu gọi sự hỗ trợ và hợp tác trong việc giảm thiểu áp lực từ việc tăng giá cước vận tải biển. Với vai trò là cầu nối quan trọng góp phần thúc đẩy hợp tác về logistics, tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại giữa các quốc gia, đại diện Bộ Công Thương cho muốn là FIATA có thể hỗ trợ có những biện pháp thiết thực để giúp doanh nghiệp Việt Nam vượt qua khó khăn do tình trạng tăng giá cước vận tải biển, ùn tắc cảng và thiếu container rỗng nêu trên. Trong đó thì đề xuất của FIATA chia sẻ những kinh nghiệm, giải pháp mà các quốc gia, các hiệp hội thành viên của FIATA đã và đang áp dụng, đặc biệt đối với việc xử lý các khoản phí ngoài cước thu tại cảng. Hỗ trợ chính phủ Việt Nam trong chiến lược định vị Việt Nam là trung tâm sản xuất hàng hóa, địa điểm trung chuyển quốc tế mới của châu Á trong cộng đồng các doanh nghiệp logistics toàn cầu.